OTE10 sẽ được trang bị camera với khả năng zoom quang học 5X. Các tính năng của máy ảnh và chất lượng ảnh chụp là những đặc điểm mà nhiều người dùng quan tâm hàng đầu khi chọn mua một chiếc smartphone. Do vậy không quá ngạc nhiên khi các hãng smartphone đầu tư mạnh vào chức năng chụp ảnh trên sản phẩm của mình. Mới đây Samsung Electro, Mechanics, công ty con chuyên phát triển và sản xuất linh kiện điện tử của Samsung, vừa cho biết đã phát triển thành công mô, đun camera có khả năng zoom quang học 5X trên smartphone. Theo lý thuyết, Mô, đun camera zoom quang học 5X sẽ có kích thước lớn gấp nhiều lần so với mô, đun zoom quang học 2X, vốn đang sử dụng trên các mẫu SMAZTPHONEGALAXIS10 trên S10 cộng GALAXINOTE9 của Samsung. Điều này sẽ khiến cho việc bố trí mô, đun camera zoom 5X trên smartphone gặp khó khăn hơn khi tốn nhiều diện tích, ảnh hưởng đến việc bố trí các phần linh kiện khác. Tuy nhiên Samsung Electro Mechanics cho biết mô đun camera zoom 5X do mình phát triển chỉ có độ dày 5mm, thậm chí còn mỏng hơn độ dày 6mm của mô đun camera zoom 2X. Theo tờ báo E-News, Hàn Quốc, Samsung đã sử dụng kiểu thiết kế giống như trên kính tiềm vọng để khúc xa ánh sáng ở góc phải và bố trí các cảm biến, ống kính trên mô đun camera theo chiều ngang. Điều này giúp cho mô đun máy ảnh trở nên mỏng hơn và có khả năng zoom quang học gấp đôi so với trước đây. Kiểu thiết kế này cũng tương tự như cách Huawei thiết kế mô đun zoom quang học 5X mà hãng sử dụng trên mẫu SMAZTPHONEP30PZO. -E Samsung Electro, Mechanic SC cho biết đã bắt đầu dây chuyền sản xuất hàng loạt mô đun camera zoom 5X để đưa vào thực tế. Hồi giữa tháng 5 vừa qua, Samsung cũng đã giới thiệu cảm biến máy ảnh trên smartphone ISOCELL Bright vk 1 mới nhất của hãng, với độ phân giải 64 megapixel và kích thước điểm ảnh 08, nhỏ nhất trên thị trường hiện nay cảm biến GVK1 cũng hỗ trợ công nghệ tự động lấy nét theo pha, PDAF, hiệu suất cao, quay video độ phân giải FULL HD 1080p ở tốc độ 48 khung hình trên giây, giúp tạo ra các đoạn video với chuyển động chậm mượt mà. Do vậy sẽ không quá bất ngờ khi GALAXINOTE10, chiếc smartphone cao cấp sắp được ra mắt của Samsung, sẽ được trang bị camera với tính năng zoom quang học 5X thay vì chỉ zoom 2x như phiên bản GALAXY NOTE 9 hiện nay với độ phân giải lên đến 64 megapixel. Nếu vẫn giữ nguyên truyền thống ra mắt sản phẩm của mình, GALAXY NOTE 10 sẽ được Samsung giới thiệu vào tháng 8 tới đây. Tê Thủy